nhỏ nha con nhá. Đưa lên mẹ chưa? Con nào được mấy con rồi? Nhiều chưa? Con đun đây rồi. Con mẹ xem nào. Con ơi, này, mẹ cho này. Cái gì đấy? Tổ con gì đấy? Tổ con ong. Phải không? Con phải bỏ quần xuống thì nó mới không ngứa chứ. Con nào được con luôn chưa? Ôi, con đồ ăn à? Đồ ăn à con? Mẹ bóc cho gì? Con gì đây? Đồ ăn này. Ôi, đấy, này. Được chưa? Con cầm đấy. Đấy chưa? Đấy chưa? Nhiều thế, nhiều con ăn thế. Mẹ cho ăn con nha.
xong rồi con, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ừ, xong rồi. Ừ, xong rồi con, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ừ, xong rồi. Mình đi về nào con. Mẹ con thấy hoa kia kìa. Vâng, mẹ đưa con để về nhá. Mẹ con thấy hoa kia kìa. Vâng, xong mẹ lấy cho con. Ôi nhiều hoa thế. Nắng rồi.
về đây lại đi con.
Dạ. Vâng. Xong rồi, đi lên ăn xôi nè. Ngon quá. Con ăn đi. Đây mẹ lấy nước cho con nha. Thôi đây mẹ tí, đây mẹ tí. Mẹ lấy nước cho con. Mẹ cho mẹ làm cho con đi. Vâng, mẹ mẹ tí. Mẹ cho mẹ làm cho con đi. Đợi mẹ tí. Đó, con đợi mẹ tí, sắp xong rồi. Mình đi bán xôi lấy tiền mua gạo ăn nha.
Quay y bé thảo chung em cảm ơn ạ.